Anh cảnh sát, anh khỏe không? Xin chào, tôi ổn. Ồ không, hết nhiên liệu rồi. Tôi sẽ đến trạm nhiên liệu. Tạm biệt anh. Nhanh lên anh bạn, bye bye. Không, bị kẹt rồi. Cứu. Xin chào Frank, đi làm thôi. Chào đi má, tất nhiên rồi. Chào đi ma, tôi nghe rất rõ. Hello John, Ferrari bị kẹt trong vũng bùn và cần sự giúp đỡ. Nhanh lên nha. Ok. Ferrari, tụi mình phải đi làm. John đang tới đó. Được rồi, cảm ơn. John, mình bị kẹt rồi. Làm ơn giúp mình đi. Chờ chút, tôi sẽ đẩy cậu. Không được rồi, anh có sợi dây không? Tất nhiên rồi, ý hay đấy. Không có chi đâu. Ồ không, dính xình rồi. Rửa xe đi. Wow, rửa xe thôi. Rửa xe đi. Wow, rửa xe. Cái xe dơ lắm luôn. Làm ơn rửa xe giùm tôi đi. Dạ được, cô thích kiểu nào nè? Nhẹ nhàng, bình thường, siêu sạch. Siêu sạch. Dạ được.
Wow, làm tốt lắm luôn. Dạ cửa cường 25. Được thôi. Cảm ơn con. Tạm biệt. Tạm biệt cô. Rửa xe đi. Được. Được. Xin chào. Được. Xin chào. Được, tốt lắm. Thật là vất vả để trở thành một sếp lớn. Mẹ ơi, cho con ly cà phê. Chờ một chút nhé sếp. Cà phê của sếp đây. Vào đi, vào đi. Sếp, xe của sếp đến rồi. Xuất sắc, gọi cho Scott đến chạy thử xe đi. Chào Scott, sếp yêu cầu anh chạy thử xe mới đó. Chào Scott, chuyện gì xảy ra vậy? Ờ không, anh bị kẹt trong vũng bùn sao? Đừng lo lắng, tôi tới ngay.
chờ chút nhé. Lại chờ tôi với. Tuyệt vời, bình xăng đã đầy, mình có thể lên đường. Ôi, cái gì kia? Đâm rồi, để mình thử lại qua. Các bạn ơi, mình bị kẹt, để mình thử gọi lại qua bọn đồng. Alo, mình cần trợ giúp đó. Ai có thể nghe thấy mình không? Mình đây. Đi mà giúp mình với, sao mà mình bị kẹt rồi. Hiểu rồi, mình sắp đến nơi. Chào Dima mà rất vui được gặp bạn. Chào bạn, mình đã mang cát. Lambo, thử xem nào. Dima mà nó không giúp đi gì. À, mình biết phải làm gì. Đây là những gì mình cần. Xong rồi, thử lại đi. Wow, được rồi Dima, lên đường đi. Cảm ơn quý khách. Khuyến mãi giảm giá, xin mời xin mời. Đến đây nào, xin mời. Tôi muốn một chiếc xe. Ok. Tôi muốn chiếc này. Ok. Thẻ không dùng được. Cái gì? Okay, okay.
À không không. Woo!